Các bạn nhá, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi xem người dân ở đây người ta đi thu hoạch sắn như thế nào các bạn ạ. Cabo. Aquí. No tan finio en la ayuda. Ufinius. En la ayuda. Ufinius en la ayuda tierra. Ah, filho. Sim. Não temos filho, já está nos maridos deles. Cada um tá já no marido, também já é dona de casa. Nós estamos, nós dois só. Đây hai ông bà già đang đi thu hoạch sắn của mình trồng đấy các bạn ạ. Mình hỏi là sao không có con giúp đỡ mà chỉ có hai người thì họ bảo là con thì ở với nhà chồng nhà vợ hết rồi. Essa guitarra sim vai muito tempo, vai demorar muito. É sim, você terá vai demorar muito. Não, você vai trabalhar normal. Eu sou velha. Você come? Não. Essa aqui vietnamita come. Vietnamita fazer salada. Fazer salada e cozinha. Essa aqui, de banana. Faz salada. Sim, faz salada. Đây ông bạn này thấy vợ mình ấy cái hoa chuối chắc là ông lại đi đến đẻ cho. Sim. Essa aqui tem mais grande. Yeah, tem mais grande. Quanto tá vindo? Yeah. É como? Nós vietnamitas fazer salada. Sim, salada. Aquela goma dele não fez confusão. Não. E você? Você corta? Corta fino. E você mete na vidre. Água com sal. Água com sal ou... Sim, vira, depois tudo sai, tudo do lixo. E depois você pode fazer salada, meter sal, alho, e meter mais zinguba. Sim, meter limão. Assim já pode comer bem. Você mexer, já pode comer bem. Zinguba, pisado. Zinguba, você... Inteiro. Cru. Sim. Depois você pisa, mete junto. Depois mexe. Para mim? Sim. Ah, obrigado. Sim, depois vou levar. Muito obrigado. Đấy các bạn đã đến chơi mà họ có bùn chuối họ cho luôn đây này. Đấy, ông chặt luôn hoa chuối cho vợ chồng mình nhé các bạn. Đấy là mình cũng chưa xin đâu. Đấy nhưng mà thấy mình xuống chơi. Sim. Essa fazer salada muito boa. E você pode fazer cozinha com carne. Sim, com carne. É boa. Tipo repolho. Tá bom. Nós costumamos botar fora. Como? Nós deitamos botar fora, não comemos. Ah, sim. E Angola, tipo de comida Angola não está muito. Só comer de fone. Acabou. Nós fazemos salada só de repolho. Repolho, tomate, pepino, pimento, cebola. Só. Sim. E limão. Eu já provo. Já. Comer bem, mas pouco coisa. Ah. É sim, você corta. Também comer muito bom para fígado. Corta fino. Para fígado? Para barriga, para dor de barriga. Pode comer, mas pouco. Sim. Só comer pouco, tá bom. Tá bem. Amanhã você também aqui? Amanhã não. Né? Amanhã vamos ver. Vợ chồng ông bà này rất tình cảm với nhau các bạn ạ. Làm hay không là hỏi nhau là ngày mai có đến làm hay không.
Você pode continuar. Pode continuar. Nós vamos gravar e conversar com, contigo também. Ông bà nó nghĩ hai vợ chồng mình muốn ngồi nói chuyện, thế là cũng tiếp chuyện nhiệt tình các bạn ạ. Mình muốn là họ vừa làm việc vừa nói chuyện. Thế mình ở đây nói chuyện thì họ cứ đứng tiếp chuyện mãi thì không biết bao giờ mới làm xong. Essa aqui você usa ensada? Ensada. Sim, fazer ensada você tira rápido. Enxada não tá boa. Aí? Não tem boa enxada. Por que não comprar enxada de novo? Sim, dia vamos comprar, então não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Sim. Đấy các bạn thấy chưa, mình bảo các bảo là ông bà này là tại sao không dùng cuốc để mà đào sắn thì bà này bà bảo là làm bà không có một cái cuốc tốt mà là cái cuốc này hư rồi mà không có tiền mua cuốc mới đấy các bạn ạ. Đấy nông dân ở đây người ta cũng rất là vất vả. Đấy, cái cuốc sắm cái cuốc để làm vườn cũng không có các bạn ạ. Đây thu hoạch sắn mà thu hoạch như thế này đấy các bạn này. Ở đất này thì nó cũng rất là cứng, những cái sắn này họ trồng cũng rất là lâu rồi đấy. Vai contar assim primeiro. Você não tem. Podre. Daí, né? Daí você mora tu mais sana. Ui, rato comer. Rato? Comer? Trông rất là thô sơ, phải không các bạn? É podre fazer. cũng thử thử xem nào, xem là xem là có làm nông dân được không nào. Aqui né? Oh, ali. Để xem nhà vợ mình làm vườn như thế nào đó. Aqui. Đã ông giúp đỡ. Aqui. Oh. Đi khai thác sắn này các bạn. Oh. Aqui já tem. Você pode fazer assim. Các bạn trông thấy nhé, họ rất là nhiệt tình các bạn ạ. Oh. Aqui também. Tem. Ah. Cái sắn này để họ làm về họ làm bột phun các bạn ạ. Họ ít ăn sắn luộc như ở Việt Nam mình lắm. Họ làm bột ra, họ làm thức ăn chính của họ đấy các bạn. Thức ăn chính của người Angola là bột phun các bạn. Oh. Ờ, mùi tù nè. Hai gran. Ờ, ngay là chết bên trên luôn. Ê. Tôi biết cái gì ra ta phun. Ồ. Cái gì mùi tù. Ờ, mùi tù. Để mô ra mùi tù á. Để mô ra mùi. Dạ. Eu tava longe. Minha mãe doente morreu. Meus sobrinhos. Aqui compra uma ensada nova, quanto dinheiro? Aqui, 2000. 2000 ensada novo? Sim. É? Sim. Sim, muito caro. Muito caro? Sim. Não temos dinheiro para comprar. É? Sim. Se tem dinheiro, você vai comprar mesmo amanhã? Sim, posso Sim. comprar. Ah, é? Sim. Então, assim, agora eu vou comprar essa. A banana? Sim, banana. Você já dá mais. Não, esse é, de favor, não é preciso pagar dinheiro. Eu sei, é favor. Sim. Eu sei, é favor. Ah, não faz mal. É, essa favor. E agora eu vou comprar mais de que? É, mandioca. Eu vou comprar mais. É só dói essa. Compra dois essa, dois mini. Para você comprar essa da. Essa da. Tá bem. Né? Tá bem. Já. Tá aqui, vou comprar essa. Sim. Ah, mình sẽ gọi là cũng là từ thiện cho người ta để người ta mua cái cuốc các bạn ạ. Tại vì là họ mình thấy là họ cũng rất là thảo khi mà gặp vợ chồng mình họ đã ấy luôn rồi.
họ đã sẵn sàng cho vợ chồng mình chuối các bạn ạ. Đấy, họ nghèo nhưng mà họ sẵn sàng cho mình luôn. Đấy, mình vừa hỏi họ là một cái cuốc nếu mà họ mua thì... Ừ, sao mình được ạ? Sẽ lấy một củ nhỏ thôi. Cái này á, mandioca. Mấy củ nhỏ thôi, mấy củ nhỏ thôi. Essa tá bom já? Le vai essa só? Essa? Sim, essa só. Leva essa grande? Não. Nós não comemos muito. Essa dinheiro comprar mandioca. Muito obrigado. Para você comprar ensada. É para trabalhar. Tá bem. Amanhã, quando chegar aqui, eu quero observar ensada nova para você trabalhar. Tá bem. Obrigada. Ajuda. Não, já pode ficar lá. Sim, depois eu cortar. Aqui pode comer, né? Não há problema. Mas essa mandioca está amarga. Está amarga? Tem que meter na água para fazer bombô. Ah, nós não fazemos bombô. Nós meter água para ferver só. Comer assim, nós não fazemos bombô. Ferver. Então essa está podre, essa não, leva. Sim, essa não. Leva essa aqui. Pode, sim. Grande. Essa. Não conta. Não conta. Tá bem. Ông bà bảo là cái củ sắn bây giờ là bị hư rồi các bạn ạ, cho nên là không ăn được, thế là đổi củ sắn to này nhé. Tá bom. Tá amarga. Não faz mal, não faz mal. Tem que cascar e meter na água. Ok. Não passa o dia na noite na água. Então depois da massa você come. Ok. Açúcar. Ok. Mas é melhor passar a noite na água. Sim. Passa o dia a noite na água, no dia seguinte pode já comer com açúcar. Ok. Tá bem. Thế là ông bà hướng dẫn là tay ca thế xong là cho nos moraki aishima atrás de hospital atrás de nós somos vietnamita não é chinês não é que nós por isso chama eu Claudio. Claudio, eu já tenho o nome de vietnamita. Tá bom. Eu sou Manuel. Manuel. E Branca. Sim. Ok. É verdade. No final somos colegas. Sim. Pode continuar trabalhando. Já estou na reforma. Esta tarde. Já? Já. Vamos levar já aí na moto. Ok. Andar de moto? Sim. Eu sou Clara. Clara. Branca e Clara. Branca e Clara. Então, já aprenderam a comer kizaka? Kizaka, já comi. Kizaka? Kizaka é o quê? Kizaka. Kizaka é essa. É folha, né? Onde sai a mandioca? Sim. Essa aqui chama kizaka? Kizaka. Kizaka. Você pisa no pilão, depois ferve, põe mamba. Não só ferve, não pisa nada. Não pisa, só ferve. E não quer levar? Não, nós não comemos essa sempre. Já, obrigado. Ông bà định cho vợ chồng mình cái lá sắn nữa các bạn ạ. Já, muito obrigado. Obrigado. Assim, já muito. Cláudio, eu também tenho filho, Cláudio, tá em nome. É verdade. Tá bom. Muito obrigada. Já. De jogar? Como? Lá, teste de cor. Este caminhão de jogar, lá tem? É. Tá bom. Đi chơi gặp như thế này mà được có quà mang về đấy các bạn. Đấy, người dân họ rất là nghèo nhưng mà vẫn có quà để mang về nhé. Đây là chuối được hai ông bà làm ruộng ở đây cho nhé. Chuối này. Hoa chuối này. Hoa chuối nha. Thực ra thì củ sắn này nếu mà mua ngoài chợ thì chỉ có 200 quan thôi các bạn ạ. 200 quan thì vào khoảng chắc là bao nhiêu nhỉ? Để mình tính xem là tính ra tiền Việt thì rất là rẻ. 200 quan tính ra tiền Việt thì chắc là khoảng 8.000 thôi, 8.000 tiền Việt thôi các bạn ạ. Nhưng mà mình hai ông bà này bảo là không có
tiền để mua cuốc mới để làm đấy, thì mình sẽ xin. Ok, xe này nhá. Thì mình sẽ bảo là mình sẽ mua củ sắn này với giá 2.000 để cho ông bà mua được một cái cuốc mới các bạn ạ. Đây các bạn thấy đào sắn rất là thủ công các bạn ạ. Ok. É grande. Agora a firma já é esse. Tô firma. Você tem um masaku? Não tem. Tá bom, não faz mal. Não vai levar de mal. Tá mal assim. Não, não faz mal. Já pode. Tem, ali onde ele te abre. Agora é bom. Bem grande. Não, não, grande assim não. Não. Ah, tem sacuá? Tá, ok. Ah, essa sacu tá boa. Ok. Essa água para bebê? Sim. Meter essa bidô? Precisa meter outro bidô, tem tapar? Tapar, a rampa desapareceu, não tem o bidô. Na casa de Cláudio tem? Da Clara? Agora não. E nós temos não beber água de bidô. Só água mineral. Água normal e ferro. Để đấy tí nữa anh bỏ vào túi tôi xách này, cho cái đầu to xuống dưới em ạ. No, not for the under the pair. Xem đi, Zinistika chi, Pasa chi. Em tao, Pasa chi đi pè, em tao đi vô ta đi pè. Có gì? Bạn này bảo là bây giờ bọn mình muốn đi về thì ông bà sẵn sàng lấy xe máy chở mình về các bạn. Nhưng mà mình đang đi thể dục, mình về mình bảo mình đi thể dục chứ không phải là đi đâu nên không cần phải như thế. Đấy các bạn nhé, đấy thấy là người dân người ta thu hoạch sắn đây. Đấy và thấy là người dân bản địa người ta rất là tốt các bạn ạ. Mình chỉ qua chơi thôi nhưng mà sẵn sàng có buồng chuối là người ta cho mình ngay các bạn ạ. Và mình cũng không phụ lòng tốt của họ ấy. Mình cũng mua lại củ sắn của họ với giá 2.000. Cái giá này giá gấp 10 lần, hơn 10 lần để cho họ có cái cuốc để họ làm vườn, làm ruộng các bạn nhé. Đấy, củ sắn này to chưa? Oh, bem grande. Bem grande. Muito grande, tá? Ê. Đây. Sắn ở Angola nha. Các bạn thấy chưa? Đấy, đang còn chút nữa kìa. Você planta quanto tempo mais? Sim, essa planta já quanto tempo? Um ano. Um ano? Sim. Oh, muito tempo? Muito tempo. Oh. Agora o milho só faz 3 meses. Oh. Milho? Anguba. Sim, milho 3 meses mesmo. 3 meses. Mas mandioca, um ano, muito tempo. Muito tempo, sim. Oh, sắn này người ta trồng 1 năm các bạn ạ. Batata doce, também 3 meses. Anh ngồi xa xa bài bà làm bà không để ý. Bà là đậu là trồng 3 tháng, ngô 3 tháng các bạn ạ. Mà sắn này trồng cả năm thu hoạch thế này đây các bạn. Banana tầm gì? Quanto planta bananeira?
Banana quanto tempo? Um ano também. Chuối ở đây cũng một năm thu hoạch chuối các bạn nha. Vợ chồng ông bà này thu hoạch sẵn đây từ chiều giờ đây. Bây giờ là vợ chồng mình cũng quay về đây. Cảm ơn các bạn nhiều. Nós temos uma filha. Tá ficando em casa ou ficou na China? Tá ficando, não é chinês. Nós somos vietnamita. Sim, nós somos vietnamita. Ela tá ficando vietnamita com a avó. Com a avó. Já é grande. Não, ela tem 16 meses, 17 meses. Porque você sempre esquece muito nacional, nós nacional. Ei, já falou primeiro nós vietnamita. Você chama sempre chinês. Chinês. Por quê? Esquecer. Angola sempre quer ser assim. Sempre esquece. Não, aqui porque vem sempre mais muito chinês. Como? Aqui em Angola? Sim, como? Parece sempre mais chinês. Sim, mas nós já falou, nós já somos vietnamita. Ah, é. Então depois vietnamita, você também chama chinês. Vietnamita, a terra é Vietnam. Sim, na terra do Vietnam. É Vietnam. Chinês tem terra do chinês. Vietnam tem terra do Vietnam. Coreia do Sul, Coreia do Norte. Sim, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Vietnamita não é chinês, chinês não é vietnamita. Mas você sempre fazer igual, chinês, chinês. Agora já lembra? Já, Vietnam. Sim. Já, obrigado. Nós vamos estar a casar, já? Tá bem. Okay. Já, obrigado. Sim. Ok. Obrigado. Nossa, já dá. Thôi được rồi, video của mình hôm nay kết thúc ở đây thôi các bạn ạ. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.